Xin chào mọi người, nhất là những người tuổi Dần. Đây là video anh làm về cái vận hạn của tháng 5 âm lịch, tháng Mậu Ngọ đối với tất cả những người tuổi Dần. Thì trải qua một cái tháng tháng tỵ, tháng tư âm lịch là nằm trong tứ hành xung của Dần, Thân, Tỵ, Hợi ha. Dần tỵ thì nó bị hình nhau, thì có nhiều điều không tốt đẹp lắm về gia đạo cũng như cuộc sống. Thì hy vọng rằng với cái tháng có là tam hợp Dần Ngọ Tuất ha, của địa chi sẽ đem đến nhiều may mắn và đặc biệt là tốt đẹp trong công việc cũng như gia đạo. Để xem cho cái những cái tuổi Dần, thì đầu tiên hết thì mình sẽ phải nói đến người tuổi Canh Dần, sinh năm 1950, người ta gọi là xuất sơn chi hổ. Hổ mà bị xuống núi, mệnh là Tùng Bạch Mộc. Nam thì cung Khôn thành Thổ, mà nữ thì cung Khảm thành Thủy. Thì xét về cái tháng 5 âm lịch của năm Mậu Tuất 2018 là một tháng hỏa, tháng này là thiên thượng hỏa. Như vậy là các anh các chị là mệnh mộc gặp tháng hỏa là sinh xuất bản mệnh. Bản mệnh sinh xuất thì sức khỏe yếu, cần cẩn trọng. Mọi người mệnh mộc thì năm nay gặp hai cái tháng, năm nay là năm Can Mậu thuộc dương ngũ hành hợp hỏa, cho nên là hỏa rất là vượng. Thì người mệnh mộc là luôn luôn cảm thấy khó chịu trong người và không tốt đẹp lắm. Gặp tháng này là tháng cực hỏa của năm này, tháng cực hỏa của năm Mậu Tuất, thì người mà mệnh mộc của các anh các chị thì không có tốt đẹp lắm về mặt sức khỏe, dễ bị bệnh nạn và những cái việc không tốt cho bổn mạng. Thiên can á, chữ Canh gặp chữ Mậu thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt nạp âm ngũ hành, về mặt tử vi. Còn riêng về mặt nạp âm ngũ hành, Canh thì thuộc Kim, Mậu thì thuộc Thổ, cho nên có thể nói là nạp âm ngũ hành của thiên can là được tương sinh. Công việc thì ok, có thể sinh tài lộc nhưng không quá lớn lao. Địa chi thì như đã nói, được tam hợp Dần Ngọ Tuất, mà cái thuộc mà nhóm tam hợp này á, là hỏa cục này á, thì tốt cho gia đạo, mà còn thậm chí là còn ảnh hưởng cho cái việc mà công an việc làm nữa. Như vậy thì tháng năm âm lịch đối với người Canh Dần là chỉ bị chú ý một chút về mặt sức khỏe do là bị sinh xuất bản mệnh. Mọi người mệnh mộc đang gặp trong năm hỏa vượng, mà tháng là cực hỏa còn lại là công việc và gia đạo là nhiều điều tốt đẹp, có thể sinh tài lộc nhưng không quá lớn Rồi tiếp đến là người Nhâm Dần, sinh năm 1962, người ta gọi là Quá Lâm Chi Hổ, tức là hổ qua rừng. Mệnh là Kim Bạch Kim, vàng pha bạc. Nam thì cung Khôn thành Thổ, nữ thì cung Tốn thành Mộc. Người mà Nhâm Dần á thì gặp tháng Mậu Ngọ, tuy nó là một cái tháng gọi là tam hợp, nhưng nó chỉ được mặt tam hợp về địa chi thôi, chứ còn về mặt sức khỏe thì cũng có nhiều điều cần phải chú ý. Thì lý do sao? Thì vì các anh các chị thì mệnh Kim gặp tháng hỏa, tức là hỏa nó khắc Kim, tháng khắc bản mệnh, cẩn thận sức khỏe và bổn mạng, đề phòng tai nạn bất ngờ, không nên đi xa ở những cái tháng như thế này. Người mình mệnh Kim mà gặp năm nay năm hỏa cực vượng, cho nên là cần cẩn thận. Thiên can á, chữ Mậu của Mậu Ngọ nó khắc chữ Nhâm, tháng khắc thiên can, công việc thì dễ gặp nhiều điều không tốt, tốn tài, lâm vào bế tắc, đi đến những cái điều không tốt đẹp. Như vậy là mạng thì bị tương khắc, thiên can cũng bị tháng khắc. Như vậy thì rõ ràng là tháng năm nhìn có vẻ là sơm tụ ha, nhưng mà thấy hai cái là thấy không ngon rồi ha. Để xem cái thứ ba, đó là địa chi. Thì như tuổi Canh Dần, chúng ta có Dần Ngọ Tuất tam hợp, mà Dần Ngọ Tuất tam hợp thì người ta gọi là tam hợp hóa giải tam tai, nó sẽ đem đến nhiều điều tốt đẹp cho gia đạo này, mà thậm chí là nó ảnh hưởng đến phần công việc. Thì hy vọng rằng với cái tam hợp này, nó sẽ khống chế và khắc lại cái việc mà cái chữ chữ Mậu của tháng khắc chữ Nhâm của thiên can, cứu vớt được cái công việc mà sinh ra tiền tài. Bản thân cái chữ mà Nhâm Dần á, người ta gọi là nam nhâm gái quý,
thì nếu như mà nam á, tuổi này á thì đỡ hơn một tí xíu, thì vì dù sao đi nữa ha, thì chúng ta cũng có sao thủy diệu à, mà kim mà sinh thủy mà, cho nên là cái sao thủy diệu này nó chủ yếu là có chuyện buồn phiền về tan chế là nhiều hơn là cái việc mà nặng nề về làm ăn. Cho nên sao chủ không nặng nề về làm ăn thì hy vọng rằng nó sẽ tốt đẹp trong cái tháng năm. Nữ mạng thì rõ ràng là tốt đẹp, tại vì có sao mộc đức mà ha, sao mộc đức mặc sức mà ăn nữa ha. Rồi ok, đó là những gì của tháng năm đối với người nhâm dần. Tiếp đến là người giáp dần, sinh năm 1974 ha, người ta gọi là lập định chi hổ, tức là hổ tự lập, hổ của chữ giáp mà tự lập tự đứng vững. Mệnh là đại khê thủy, nam thì cung cấn hành hổ mà nữ thì cung đoài hành kim. Nam thì năm nay rất may mắn có sao mộc đức, nữ thì ngược lại có sao thủy diệu. Xét với tháng năm mậu ngọ, một tháng hỏa, thì thủy khắc hỏa, mạng khắc tháng, bản mệnh khắc tháng, phòng tai nạn đừng nên đi xa ha. Rồi thiên can chữ giáp nó khắc chữ mậu, thiên can tương khắc tháng, xấu cho công việc, dễ gặp chống phá, cẩn thận kỹ nhân đông sau lưng. Chữ giáp khắc chữ mậu ha, ở trên là chữ mậu nó khắc chữ nhâm, xuống đây chữ giáp nó khắc chữ mậu, thì chúng ta những người mà giáp dần tháng năm sẽ đỡ đần hơn, tại vì là chữ giáp nó khắc chữ mậu thì công việc nó có xảy ra chống phá đi nữa thì vẫn nằm trong tầm khống chế và có thể là giúp cho mình vượt qua một cách nhẹ nhàng. Với cái địa chi dần ngọ tuất tam hợp thì nó hy vọng rằng nó sẽ tương trợ cho cái việc cái chữ giáp khắc chữ mậu, và để những cái việc ở trong công việc này kia sẽ giúp các anh khống chế một cách rõ ràng dễ dàng hơn. Rõ ràng là giữa nhâm dần và giáp dần thì các anh các chị nhâm dần thì đỡ đần hơn một tí ha, nhưng mà các anh giáp dần thì năm nay ngược lại có sao mộc đức thì ok ha. Người mệnh thủy có sao mộc đức thì rất là tốt đẹp, cái sao mộc đức sẽ được phát huy tác dụng một cách là tối ưu, mà khi mà nó đã tối ưu thì chắc chắn là làm việc đó ok, nhưng mà gặp tháng mậu này thì cũng đừng có manh động ha. Rồi tiếp tục là người bính dần, sinh năm 1986, mệnh là lưu trung hỏa, người ta gọi là sơn lâm chi hổ, này hổ ở trong rừng. Thì người mà bính dần á thì không có được tốt đẹp lắm, tại vì nam á cả năm dưỡng sao băng hớn, nữ thì dưỡng sao la hầu, cho nên là hai cái sao này á, một cái băng hớn thì rối ren tai nạn, mà la hầu thì ốm đau hao tốn, cho nên là cũng không ngon lành cho cả năm. Dù gì đi nữa thì năm nay vẫn là năm tam tai năm cuối, cho nên cần cẩn thận. Như vậy với cái tháng năm âm lịch, một tháng mậu ngọ, tháng hỏa, thì hỏa, mệnh hỏa của các em bính dần này thì cùng hàng, bổ mạng sức khỏe ổn, bệnh thì cũng nhẹ nhàng để vượt qua ha. Thiên can á là mậu bính thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ, không có hình hại, không có hợp nhau, không có tương trợ cho nhau được về mặt tử vi. Tuy nhiên về mặt nạp âm ngũ hành của thiên can á là mậu thì thuộc thổ, bính thì hỏa, như vậy ra là thuộc vòng tương sinh, hỏa sinh thổ, có thể tốt đẹp cho công việc, sinh tài lộc ha. Địa chi thì dần ngọ tuất nhóm tam hợp sẽ tốt cho gia đạo, còn luôn cả các công việc nữa, thì như đã nói là tam hợp sẽ hóa giải được tam tai ha. Hy vọng rằng với cái tháng này thì cái phần mà năm tam tai của chúng ta sẽ bị hoàn toàn triệt tiêu, sẽ tốt đẹp cho cái công việc sinh tài lộc dễ dàng. Rõ ràng thì người bính dần sinh năm 1986 dù nam hay nữ có sao vân hớn và la hầu đều là hai ngôi sao chủ xấu, nhưng mà vẫn được có nói chung là tốt đẹp hơn là canh dần và nhâm dần, quên lộn, nhâm dần và giáp dần ha. Rồi người tuổi dần tiếp theo đó là người mậu dần, sinh năm 1998. Các em này thì có thể là mới ra trường hoặc là còn đang học đại học hay là sinh, thì xem con là các em có thức không. Thì người mậu dần thì gọi là quá sơn chi hổ, hổ đi qua rừng ha, mệnh là thành đầu hổ. Rồi như vậy là mạng của tháng
năm tháng mùa ngọ là một mạng hỏa, gặp người mệnh thổ là như vậy là tháng tương sinh bản mệnh, tốt cho bản mệnh mà không những tốt cho bản mệnh, tốt luôn cho cả những cái tinh quân khác ở trong bổn mệnh của mình, trong tử vi của năm của mình nó sẽ phát huy tác dụng, nhất là cái ông hóa khoa ha, giải thần rồi này kia, ông sẽ có phát huy tác dụng, ông sẽ làm cho cái những cái tốt ở trong chúng ta nó sẽ tốt đẹp hơn ha. Thiên can á, chữ mậu á, thì có hàng can giống nhau, công việc dễ dàng, nếu có khó khăn thì cũng dễ dàng vượt qua nhẹ nhàng. Rõ ràng là tháng 5 là một tháng tốt đẹp đối với với mã hỏa đồng hàng, thiên can chữ mậu cũng đồng hàng luôn. Địa chi thì dần ngọ tốt như các cái tuổi dần khác được tốt đẹp. Như vậy rõ ràng là với người mậu dần sinh năm 1998 này thì không có việc gì quá lớn lao đối với các em cả, có thể nói là tốt đẹp cái tháng năm này, ok ha. Rồi như vậy là đã có năm cái tháng của cái năm cái tuổi dần đối với cái tháng mậu ngọ mà của năm mậu tuất 2018 tháng năm âm lịch này, thì rõ ràng là người chữ nhâm và chữ giáp cần cẩn trọng nhiều điều, đó là có thể về mặt sức khỏe và luôn cả về mặt công việc. Nhưng mà gia đạo của cái tháng năm âm lịch này đối với tất cả những người chủ dần thì thật sự là tốt đẹp, có nhiều điều mà gọi là thuận lợi. Hy vọng rằng với cái tam hợp dần ngọ tuất sẽ phần nào chế hóa hoặc là phần nào tiếp thêm sức mạnh cho những cái tuổi tốt, chế hóa đi những cái xấu cho những cái tuổi không tốt, đó là nhâm dần và giáp dần, để mọi người mà tốt đẹp. Như vậy mình đã tổng hợp xong cái thông tin về vận hạn của tháng năm âm lịch, tháng mậu ngọ của năm mậu tuất 2018 đối với những người tuổi dần. Hy vọng với cái thông tin này thì sẽ giúp được mọi người trong cái tháng tháng này. Nếu như ai xem thấy hay xin bấm like và chia sẻ cho nhiều người tuổi dần được biết mà ứng dụng vào cái tháng năm âm lịch này. Ai chưa đăng ký kênh Anh Ba Tử Vi xin bấm đăng ký ở bên dưới để có thể đón chờ những cái video khác của mình về tử vi phong thủy, có thể là của bạn bè người thân ha. Rất vui vì mọi người đã chú ý đón xem. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người ở những cái video tiếp theo.